Hai chào cả nhà. Hiện tại Thi Lê với lại cậu Dũng đang có mặt tại nhà chị Út ở dưới huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì chị Út, nếu mà tất cả mọi người, tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân, ai mà yêu thương động vật thì sẽ xem được cái đoạn clip của chị Út Long An. Chị Út Long An là cũng có nhiều lần xuất hiện lên kênh YouTube của những kênh YouTuber, chẳng hạn như kênh của anh Trọng Cà Mau. Em chào chị Út. Chị Út ơi, thì cách đây khoảng gần một tuần thì em có xuống dưới nhà chị, em nhà cậu Dũng xuống dưới đây là nhờ chị kêu em là nuôi giùm mười mấy con bé gà cho chị, đúng không? Dạ. Thì chị Út cho em hỏi nè, đây là cũng là lần đầu tiên em biết được chị Út và xuống được tận nhà của chị Út là do chị Út gọi điện thoại cho em. Dạ. Thì không biết lý do tại sao mà chị Út biết xưng thoại em ha chị Út ha? Tôi cái nào tôi không bé phèn bây giờ. À, coi họ bé phèn tới giờ ha. Dạ. Thì hình như theo em như được biết á, là chị Út đang mắc căn bệnh ung thư đúng không chị Út? Dạ. Mắc căn bệnh ung thư vú ha chị Út ha. Dạ. Dạ. Ngồi lên đứng xuống chị mắc dịnh đồ đứng lên không. Dạ. Rồi làm lết lết nấu cơm cho mấy bé chó ăn mấy bé. Dạ. Bà chị Út cho em hỏi nè, là quê quán mình ở đâu ha chị Út? Quê chị ở đâu cũng ở đậu hết trơn. Ở Bình Ninh Vĩnh Long cũng ở đậu đất không ba lầm. Dạ. Cả đất không đi lên đây thì đi ở nhà đậu lên đây nè. Dạ. Cái chủ cũ cho ở. Cái ông kia lại mua cái ổng không cho ở, cái mặt đậu cũng mặt nước nữa, nói vậy bên này chủ quán lúc đó chị đâu biết chạy xe đạp luôn nữa. Dạ. Cái chủ quán mình đây chở chị đi bằng xe ôm thôi mà. Dạ. Quen cái chị cái gì cho chị ở nhờ. Dạ. Thì chị Út cho em hỏi, giống như là từ ngày xưa chị Út năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay lớn rồi, chị tuổi mình trâu là bao nhiêu tuổi? Mấy 50 tuổi. Gần 50 tuổi rồi ha. Là từ ngày xưa đến giờ là chị Út đã có chồng có con chưa chị? Không, chị không có chồng không có con. Dạ. Đi tới đâu làm mướn rồi cũng có mấy bé chó rồi. Dạ. Em dạ. Thì những cái clip mà của chị trên mạng xã hội thì em cũng giống như cũng hay thường lướt xem á. Em cũng thấy chị nuôi chó mèo quá trời luôn, mà em không biết là cái đàn chó mèo này là từ ở đâu ra ha chị ha. Con già già chổng rồi kia chị lụm con lụm mà nó không có răng luôn á, kiểu như dạ người ta sinh về người ta nuôi mà nó chưa có mọc răng á. À cho rồi, con á ha chị ha. Người ta bỏ rồi hỏi tin cái con chó mà nằm trên cái dép của chị vừa luôn á, nhỏ xíu rồi. Rồi nuôi nó rồi con Hà Lan thì kiểu như người ta cho cái kiểu cắn người ta đó, người ta sinh dạ. Nuôi mà nó cắn người ta cái chị người ta cho chị nuôi. Dạ. Rồi nói chung con nào cũng lụm không, mèo chị lụm không đó. Dạ. Thì hôm nay số lượng các con của chị mèo với chó là tổng cộng là tầm bao nhiêu bé ha chị ha? Cỡ 60 mấy bé. Cỡ 60 mấy bé. Vậy 60 mấy bé rồi cái công việc hàng ngày của chị á? Con gà thì cũng còn mấy chục con ở ngoài. Vậy hả chị? Gà vịt nữa hả? Trời có ơi. Có gà không mà à. Con vịt có tập của hổng mà chị sợ người ta màu thịt á, chị xin con vịt tiêm có tập à. Dạ. Rồi em hỏi chị nè, cái điều quan trọng là chị nuôi 60 mấy 70 bé chó mèo rồi tính gà này nọ luôn, rồi tiền đâu chị nuôi, chị làm cái công việc gì? Thì gặp gì làm đấy, đi mua ve chai rồi lụm ve chai mà tội nghiệp nó lắm em ơi, có cái gì ăn mấy giờ bữa hổm đói hỏi em chị không có tiền mua đường bột ngọt không có thứ gì mà nấu cháo nha, cái gì hai bên này cho ba bịch củ tiếu. Dạ. Bịch củ tiếu là nấu một nồi cháo bự mà chị chỉ niêm có một bịch bột niêm củ tiếu thôi. À, chị nói thôi con ơi khổ quá không có tiền, cấp không có tiền á, ăn đỡ đi, chừng nào có tiền rồi mua đồ ăn ngon cho con nghe, ăn đi cấp vui nghe, còn con không ăn có buồn ăn gì không.
nấu ra hết nồi mèo cũng ăn vậy. Dạ, tội nghiệp ghê chứ. Chỉ có một bịch bột nêm mà thôi đó. Trời, tội nghiệp quá. Không có bột ngọt muối gì hết trơn. Mà lúc trước thì em thấy cũng có chị lên YouTube thì chắc em nghĩ chứ cũng có Mạnh Thường Quân giúp cho chị ha chị ha. Chị Út ha. Thì cũng có giúp cho chị đó mà giúp người cũng hát rồi. Dạ. À, chị Út, chị Út khóc rồi cả nha. Thì em hỏi thật chị Út nè, đã từ bao lâu rồi chị được chị chưa được giúp đỡ? Cũng hơi lâu lâu rồi. Là chị, đâu có nói đâu. Chị nhắm thời gian đi khoảng gần một năm không hay là 6 tháng hay là như thế nào? Mấy tháng hả chị? Cả mấy tháng. Cả mấy tháng hả? Thì cái này là em hỏi thôi, cái này là em hỏi thật. Tại vì cái clip này em sẽ đăng truyền tải lên mạng xã hội để cũng mong muốn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân khi xem được cái đoạn clip này thì mọi người chung tay giúp mọi người một ít để cho giúp cho chị có tiền uống thuốc nè, chữa bệnh nè. Và cái điều quan trọng là cho mấy con bé chó, mèo với lại mấy con gà nó có lúa nó ăn, có gạo nó ăn, cơm. Đó. Thì đã từ lâu rồi là chị chưa được giúp đúng không? Dạ. Thì em nói chị nghe, hôm bữa em có cậu Dũng có xuống đây rước 15 con gà gì đó đúng không? Thì em con 18 con nó đi. Dạ. Con nào thích đi ở lại. Thì có một cái người chị khi xem được cái đoạn clip này là chị Mạnh Thường Quân này, có tên là chị Thảo ở ngoài Long Khánh đó chị, có gửi cho chị với lại mấy bé là 1 triệu nè chị Út. Chị cầm giùm em. Dạ. Chị cảm ơn chị Thảo với em. Dạ. Trời ơi tội nghiệp quá trời luôn rồi. Còn những ngày còn em hỏi chị á là có khi nào mà tụi nó bị đói không? Có. Đói gì ăn cháo rồi đói đó. À, sáng nồi chiều nồi cháo. Nói chung ăn cháo nó mau đói với cái nó không có gì. Thì nó giống như con người mình đó, ăn cháo là chút đi tiểu ra hết trơn. Đói ăn cháo vậy, đói vậy đó. Trời ơi tội nghiệp quá. Tội nghiệp lắm cưng ơi. Nói nó biết nghe. Nói không có tiền ăn cái gì nó cũng ăn hết trơn. Dạ. Cái gì nó cũng ăn hết. Dạ. Nó là mình hơn ăn. Nó dạ. Yêu còn mình thương yêu nó, mình bận mẹo nó vui nó mừng. Dạ. Mà sao chị đang gặp khó khăn như vậy, chị sao chị không cầu cứu trên mạng xã hội để cho mọi người giúp chị? Dạ. Em không quay thấy tin hoài cũng trời chứ không có tin. Rồi nuôi gà rồi không nổi chị kêu em nuôi. Trời, chị biết ở trên em á bồ câu nè, gà ngỗng nè, trời mấy trăm con luôn á chị. Có heo nữa. Dạ đúng rồi, heo, dê nữa. Chị biết mấy ngày là 1 bao lúa đó. Mà 1 bao lúa chị biết rồi. Ở dưới đây không biết bán nhiều mà trên em bán là 400 mấy một bao á. 420 ngàn một bao 50 kg á. Lúa á chị. Ở đây 1 kg cũng 9 ngàn. Dạ. Trời ơi. Rồi bây giờ gà kia chị cũng lụm đó. Đang gà mù côi rồi mới nở. Dạ. Rồi người ta dục cái giùm thấy tội nghiệp chị cứu nó rồi chị đem trả lại cho chủ mà người ta bỏ nó, chị xin chị nuôi đẻ tùm dạ. lum. Dạ. Là hiện tại bây giờ á em hỏi chút nè, là chị đang thuê nhà hay là như thế nào chị? Dạ, đậu. Là người ta cho ở nhờ á ha. Là của cái chị quán cà phê này đúng không? Thì em nói chị nè, có một hai cô ở bên Mỹ giống như là muốn xin số điện thoại của chị. Chị nói là cái điện thoại chị hư với lại cái lúc nghe được lúc không á. Thì bây giờ chút có gì chị cho em xin số điện thoại đi, em sẽ cho cái cô đó ha chị ha, được không vô? Được. Dạ dạ. Đừng nói lấy số điện thoại cho cái này vô. Có dịp xuống em trao chị 1 triệu thăm mấy bé. Rồi thì cũng bên Mỹ cũng có một quý mạnh quân dấu tên á, nếu như là có gửi về
mấy cái máy mà nghe giảng pháp, nghe kinh này nè chị. Cái này là giảng pháp, là coi như là có những cái bài mà có thể là cho động vật nghe luôn. Và khi mà chẳng hạn như chị nè, mình mắc những cái căn bệnh ung thư hay nào, mình nghe từ từ nhiều khi cũng hết nhiệm màu lắm mấy chị. Thì cái này là những cái bài giảng pháp của thầy Thích Nhật Đức đó. Đó dạ, cũng là hay luôn. Cái máy này em nói với chị là hàng bằng pin như điện thoại vậy đó, thấy không? Còn chị muốn pin trực tiếp luôn cũng được, mà đầy pin thì chị rút ra. Em sẽ bật chỉ gì nè, tại vì chị bật cái nút này nè, thấy không? On off nè, đó, mở ra nè, đó, đây là chị thấy không? Mày lọc cái này ra đi, mấy nè, thấy không? Đó, nghe nè, nghe cái loa nè, thấy không? Lúc mọi nơi nghe được luôn. Mà cái đèn pin nè, thấy không? Nhiều khi nè, tắm nước đèn pin cái, thấy không? FM nghe đầy đủ tất cả luôn. Điện pháp nè, rất là hay luôn, của thầy rất là hay, thấy không? Nè, pháp cho các loài động vật nữa. Tốt không chị? Thì quý mạnh thường quân này có những gì là để tìm về làm 30 cái máy này mà đi gieo duyên và giúp cho những người biết đến Phật pháp nhiều á chị. Có gì chị Út giữ nghe ha, cho mấy bé nghe luôn. Pháp này thấy không? Nghe hoài sáng đêm ngày đêm cũng không mừng nữa. Nghe trực tiếp mà không đại viên thì được ra. Tốt lắm mấy chị. Chị nghe không? Nè chị gõ vô. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2022. Chúng ta đã tổ chức tháng tu ngày chủ nhật. Rồi, chúng ta học tập. Người hay đâu thăm mấy bé không ạ? Em trên xe là đợi chồng trình độ của chúng ta. Chúng ta ở nhà mình thì gia đình mình trở thành đợi chồng trình độ. Mình đi vô cộng đồng làm ruộng rẫy thì nơi ruộng rẫy là đợi chồng trình độ. Bất cứ ở nơi nào là nơi có như có thể là chị vô đi, em đứng ngoài đây được rồi. Vô đi. Vô đi, chị vô đi. Vô. Rồi vậy em về nha chị Út nha. Em về nha. Giữ gìn sức khỏe nha chị.